Kênh Nhà Nông Miền Tây xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 10 tháng 12 năm 2021, Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật tình hình giá sầu riêng tại các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ để bà con mình tham khảo. Thì trước tiên, Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng với kênh. Bà con có nhu cầu mua đèn LED hay là mở đại lý đèn LED, vui lòng liên hệ với thông tin có ở trên màn hình nha. Thưa quý bà con, giá sầu riêng là một trong những loại nông sản có thể nói là rất là may mắn trong suốt thời gian vừa qua. Là sau cái thời gian bị khủng hoảng quá nặng bởi dịch bệnh thì sầu riêng quay trở lại bật tăng giá cao và duy trì ở cái mức ổn định đó một thời gian khá là dài. Tuy nhiên những cái loại nông sản khác thì không được may mắn như vậy. Ví dụ như là mít nè, thanh long nè cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều ha bà con ha. Đó thì giá sầu riêng hiện nay thì mỗi ngày đều có một cái sự lên xuống nhưng mà nó dao động thôi, khoảng 1-2 ngàn đồng. Giống như hôm qua thì nó giảm một chút xíu ha bà con, hôm nay thì duy trì ổn định. Thì tuy nhiên mức giá nằm vẫn là nằm ở mức giá tốt, bà con mình vẫn có thể yên tâm sản xuất ha. Dự báo sắp tới thì sầu riêng cũng trong vườn cũng không còn nhiều nè, mà tình hình xuất khẩu thì cũng ý là cái tiêu thụ thị trường xuất khẩu thì cũng tốt, tuy nhiên là chúng ta vẫn còn bị ảnh hưởng một chút xíu. Thì bà con nhớ cập nhật giá mỗi ngày, cập nhật thông tin mỗi ngày để chúng ta có thể là có cái cách mua bán làm sao cho thuận lợi nhất. Bà con lưu ý giá này là giá nem thương lái cắt tại vườn nha bà con, tùy theo lái, tùy theo mức độ hút hàng ở mỗi khu vực mà nó sẽ có một cái sự chênh lệch nhất định nha. Rồi, giá sầu riêng hôm nay như sau. Ở miền Tây Nam Bộ, ri sáo mùa xô từ 45-51 ngàn, hàng đẹp từ 52-60 ngàn đồng. Sầu riêng Thái mua xô từ 58-64 ngàn, hàng đẹp từ 65-70 ngàn đồng. Ở miền Đông Nam Bộ, ri sáo mua xô từ 45-49 ngàn đồng, hàng đẹp từ 50-58 ngàn đồng. Sầu riêng Thái mua xô từ 54-61 ngàn đồng, hàng đẹp từ 62-68 ngàn đồng. Đó, giá sầu riêng hôm nay nha bà con. Rồi, cảm ơn bà con đã lựa chọn Kênh Nhà Nông Miền Tây để tham khảo thông tin nè. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký Kênh Nhà Nông Miền Tây nha. Xin cảm ơn và xin chào.